cùng với sự phát triển của công nghệ và truyền thông quảng cáo, thiết kế đang trở thành ngành học hấp dẫn với cơ hội việc làm cao. Không chỉ là xu hướng ngày càng hot, mà hơn thế, đây còn là một công việc hái ra tiền với mức thu nhập tốt và ổn định. Xin được chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Chuyên gia nói gì. Chương trình được truyền hình báo Tuổi Trẻ cùng với công ty Big Vision Media phối hợp thực hiện. Và trong nội dung chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng với chuyên gia trong lĩnh vực thiết kế thảo luận về chủ đề là ngành thiết kế từ xu hướng đến công việc, một trong 10 ngành học hấp dẫn nhất thập kỷ qua. Tuy nhiên, trước khi bước vào cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì Bích Ngân mời quý vị chúng ta sẽ cùng xem qua đoạn video clip ngắn sau đây. Thời trang kỹ thuật số, công nghệ hologram hay gần đây nhất là Metaverse, vũ trụ ảo của Facebook đều là những công nghệ của năm, biến ngành thiết kế trở thành ngành nghề béo bở, mang lại vô vàn cơ hội làm việc mới với mức lương hấp dẫn lên tới hàng nghìn đô. Ngày nay, thiết kế không đơn giản chỉ là xu hướng, mà đây còn là ngành nghề đang rất được quan tâm. Người làm thiết kế cũng là một nghệ sĩ trên sân khấu nghề nghiệp của chính họ, với những sản phẩm thành công là sản phẩm dẫn đầu xu hướng. Kính thưa quý vị, không phải ngẫu nhiên mà người ta lại gọi ngành thiết kế là một ngành học của thời đại, bởi vì ngành học này thì hội tụ đầy đủ các yếu tố mới lạ và hấp dẫn của thời đại mới. Và bây giờ thì Vân Hà đang có mặt tại Học viện Green Academy, một cơ sở dẫn đầu về đào tạo các ngành thiết kế với 100% vốn từ Hàn Quốc. Và để quý vị có thể có được một cái nhìn tổng quan về ngành thiết kế thì ngay bây giờ hãy cùng theo chân Vân Hà trải nghiệm một buổi học thiết kế tại Green Academy nhé. Đi thôi. Trong thực tế, não bộ của con người xử lý hình ảnh nhanh gấp 60.000 lần xử lý văn bản. 90% thông tin xử lý trong não bộ con người là thông tin hình ảnh. 93% giao tiếp giữa con người là hình ảnh. Vì vậy, nếu văn bản và hình ảnh cùng được đặt vào một cuộc đua, thì ngay từ vạch xuất phát, ta có thể khẳng định văn bản không thể giành chiến thắng. Theo số liệu thống kê, các bài viết có chứa hình ảnh trực quan sẽ thu hút khoảng 94% lượt xem và tương tác. 70% tổng giá trị doanh nghiệp là thương hiệu không chỉ đóng vai trò quan trọng trong đời sống, mà thiết kế hiện tại còn là nhân tố đa nhiệm hỗ trợ mọi lĩnh vực như làm phim, game, nhiếp ảnh, mở ra vô vàn cơ hội trong thời đại kỷ nguyên bùng nổ công nghệ số. Dạ thưa thầy ạ, có một thắc mắc mà cả Vân Hà cũng như là rất nhiều những bạn học viên theo học ngành thiết kế luôn luôn thắc mắc, đó là không biết là có phải vẽ đẹp thì mới có thể học được thiết kế hay không, và để học thiết kế thì chúng ta cần phải có những yếu tố nào ạ? Thực ra là chúng ta là những tay thiết kế đồ họa, là chúng ta là vẽ đẹp trên máy. Còn vẽ đẹp ở ngoài chỉ để cho phác thảo. Thì phác thảo vẽ chỉ để cho ngũ quan chúng ta tập trung lại và chúng ta triển khai được cái cảm xúc của mình thông qua nét vẽ, thì nó sẽ bật cái bức sáng tạo lên. Còn tất cả phải thể hiện trên máy hết. Cho nên không cần các bạn phải vẽ đẹp, nhưng phải ra được ý tưởng. Đó là quan trọng nhất. Và nếu để học cái nghề này á, thì được các bạn phải có cái trí tưởng tượng phong phú. Đó là điều tiên quyết. Điều thứ hai đó là các bạn phải có một chút khiếu hài hước, và điều thứ ba đương nhiên rồi, đó là phải có một chút kiên nhẫn và quan sát xung quanh. Càng nhạy cảm các bạn càng làm nghề này tốt. Dạ vâng, cảm ơn thầy vì những chia sẻ vô cùng chi tiết vừa rồi ạ. Cảm ơn Hà. Dạ. Kính thưa quý vị, vừa rồi thì Vân Hà đã có một trải nghiệm thực tế tại lớp học thiết kế đồ họa tại Green Academy. Và Vân Hà có cảm nhận là giáo viên ở đây thì rất là nhiệt tình, thân thiện và có kỹ năng truyền động lực cũng như là truyền cảm hứng tới học viên. Ngoài ra thì không gian học cũng như là cách thức truyền đạt ở đây thì có thể giúp học viên dễ dàng lĩnh hội các kiến thức. Cùng với đó thì kiến thức tại Green Academy cũng là những kiến thức rất là mới, bắt nhịp với xu hướng của thời đại. Và còn rất nhiều những vấn đề xoay quanh lĩnh vực thiết kế này. Và để cho quý vị có thể có được một cái nhìn tổng quan nhất thì ngay bây giờ xin được mời quý vị quay trở lại với phim trường của Chuyên gia nói gì để lắng nghe những chia sẻ đến từ chuyên gia nhé. Thưa quý vị, với chủ đề thảo luận ngày hôm nay là ngành thiết kế từ xu hướng đến công việc, chúng tôi đã mời đến phim trường của Chuyên gia nói gì một vị khách mời rất đặc biệt. Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị, đó là thầy Nguyễn Tấn Khôi Minh, là giảng viên thiết kế Học viện Green Academy, đồng sáng lập công ty trách nhiệm hữu hạn Future Eyes. Dạ, xin kính chào thầy. Xin chào MC và khán giả đang theo dõi chương trình Chuyên gia nói gì. Dạ thưa anh, ngành thiết kế đa phương tiện ngày nay thì ngày càng phổ biến và cần thiết hơn trong đời sống. Vậy thì theo anh, lý do vì sao hay là do cái nguyên nhân nào mà ngành nghề này lại trở nên hot như vậy? Các lý do khiến ngành thiết kế trở thành hot như vậy, bởi vì thứ nhất đó là cuộc sống ngày càng áp lực nên nhu cầu giải trí là một nhu cầu tất yếu của cuộc sống. Thứ hai đó là hình ảnh âm thanh luôn là công cụ truyền tải thông tin tốt nhất. Thứ ba là tính chất công việc nó thoải mái, không bị gò bó. Người làm thiết kế có thể làm việc ở thời gian, không gian nào cũng được, miễn là khơi gợi sự sáng tạo và đáp ứng được tiến độ thiết kế. Và cuối cùng là công việc làm thiết kế rất là dễ dàng kiếm thêm công việc làm thêm để cải thiện thu nhập.
Dạ, bên cạnh đó thì ngành thiết kế đa phương tiện ngày nay còn được xem như là một ngành nghề hái ra tiền bởi sự ảnh hưởng và những cái tính ứng dụng của ngành nghề này trong đời sống. Vậy thì thưa anh, với những người theo học ngành thiết kế này thì sẽ có cơ hội việc làm rộng mở ra sao? Như MC có giới thiệu ngay từ lúc đầu thì cuộc sống hàng ngày của chúng ta được tiếp xúc với thiết kế đa phương tiện khá là nhiều. Vì thế cơ hội việc làm của ngành này khá là rộng mở. Ngày nay các công ty đều có nhu cầu quảng cáo, họ mong muốn chỉnh chu trong hình ảnh thương hiệu nên hầu như công ty nào cũng sẽ có một designer nội bộ. Không những vậy, nhu cầu tuyển dụng của xã hội khá là cao. Chúng ta có thể thấy được những mẫu tuyển dụng người thiết kế từ chưa có kinh nghiệm đến kinh nghiệm chuyên môn sâu. Ngoài ra thì các hình thức làm việc của designer khá là đa dạng. Ví dụ như có những bạn làm thiết kế toàn thời gian một công ty nào đó, hoặc là có những bạn thiết kế tự do, được chúng ta hay gọi là freelancer, chuyên nhận được các dự án của từ nước ngoài về và thu nhập cũng khá là tốt, không muốn nói là khủng. Và cuối cùng là cuộc đua vũ trụ ảo Metaverse xuất hiện sẽ mở ra rất là nhiều cơ hội cho những người làm thiết kế. Dạ thưa anh, với bất kỳ ngành nghề nào thì cũng sẽ có cái sự khó khăn và thuận lợi riêng. Vậy thì không biết là với ngành thiết kế đa phương tiện thì sẽ có những khó khăn và thuận lợi như thế nào? Nói về thuận lợi thì đầu tiên chúng ta sẽ thấy là thời gian, không gian rất là thoải mái, không bị gò bó. Chúng ta có thể dễ dàng kiếm thêm một cái công việc làm thêm để cải thiện thu nhập. Tính chất công việc khá là thoải mái, không bị gò bó, chúng ta không bị tiếp xúc với những con số, những dữ liệu nhàm chán. Và trong công cuộc số hóa, con người sẽ bị thay thế bởi máy móc, nhưng công việc thiết kế sẽ không bị thay thế bởi AI hoặc là máy móc, bởi vì đây là một công việc mang tính sáng tạo. Về phần khó khăn thì do đặc thù công việc thiết kế nên chúng ta cần có những cái máy móc, thiết bị chuyên biệt, và chúng ta cần phải tốn nhiều chi phí để mà nâng cấp, bảo trì các thiết bị này. Phần mềm cũng một rào cản, bởi vì có những phần mềm nó không bán cho chúng ta theo trọn đời mà chúng ta phải thuê theo tháng. Dung hòa được cái tôi của người thiết kế và cái nhu cầu của khách hàng cũng là một cái vấn đề quan trọng. Nếu chúng ta cân bằng được hai yếu tố này thì chúng ta sẽ tạo ra những cái sản phẩm thiết kế tốt và đáp ứng được nhu cầu của khách hàng và thị trường. Và một trong những cái khó khăn cuối cùng đó là thường hay vì công việc là làm về sáng tạo nên chúng ta thường hay bị bí ý tưởng, cảm xúc người làm thiết kế. Dạ, vậy thì anh có nhận định như thế nào về xu hướng của ngành thiết kế đa phương tiện trong tương lai? Như chúng ta đã thấy, sự xuất hiện của thời trang số, công nghệ hologram, vũ trụ ảo sẽ mở ra vô vàn cơ hội và cánh cửa mới. Đặc biệt là nguồn khách hàng trong tương lai đó là Gen Z, họ yêu thích công nghệ, họ đam mê cái đẹp và trải nghiệm lạ. Thì mình tin rằng là với sự phát triển của công nghệ cũng như là nhu cầu khách hàng trong tương lai thì ngành thiết kế đa phương tiện sẽ trở thành một ngành thiết kế chủ lực, hay có thể nói đó là ngành xu thế lựa chọn trong tương lai của các bạn trẻ. Dạ cảm ơn anh. Chúng ta có thể nhận thấy là tốc độ phát triển của ngành thiết kế là rất nhanh, đặc biệt là về mảng công nghệ của ngành này đang khiến cho cái nguy cơ bị tụt hậu của những người theo nghề trở nên rất là lớn. Nếu như mà chúng ta không biết đầu tư liên tục cho công cuộc nghiên cứu và học hỏi, cũng như là không biết đón đầu xu hướng, thì rất là nhiều khả năng sẽ bị dễ đào thải khỏi cuộc chơi. Vậy thì theo anh, các bạn mà theo học ngành thiết kế thì cần phải chuẩn bị những gì để có thể có được một cái sự thích ứng tốt nhất? Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thì người làm thiết kế cần phải chuẩn bị những thứ sau đây. Thứ nhất đó là định hướng trong ngành thiết kế. Bản chất của ngành thiết kế nó khá là rộng mở nên người làm thiết kế cần phải được định hướng càng sớm càng tốt vào lĩnh vực mà họ thực sự quan tâm để nghiên cứu và học hỏi. Thứ hai đó là phần mềm thiết kế. Một ý tưởng tốt sẽ không được thể hiện tốt nếu không có phần mềm. Cho nên người làm thiết kế phải am tường phần mềm và mỗi năm phải cố gắng nâng cấp kiến thức của mình, vì mỗi năm các hãng đều cho ra các phần mềm mới. Thứ ba là nuôi dưỡng chất xám. Một thiết kế tốt là một thiết kế sáng tạo, là mắt chạm được cảm xúc của người xem. Vì thế người làm thiết kế phải luôn trau dồi thông tin dữ liệu để cập nhật và tạo được những ý tưởng mới lạ cho người xem. Và cuối cùng đó là tham gia cộng đồng thiết kế. Cộng đồng thiết kế sẽ bổ sung kiến thức còn thiếu, mình sẽ học được những điều mới, và cuối cùng là có những cái mối quan hệ trong ngành tốt hơn. Dạ, xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của anh rất là nhiều. Thưa quý vị, đến đây thì có một câu hỏi mà chúng ta cần phải đặt ra, đó là học thiết kế như thế nào để đạt được hiệu quả tốt nhất? Hiện nay thì đa số các bạn trẻ sẽ chọn đầu tư vào các khóa học thiết kế ngắn hạn. Vì sao lại như vậy? Thì ngay bây giờ Bích Ngân mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng tham khảo qua ý kiến của học viên đang theo học các khóa học ngắn hạn quý vị nhé. Bạn trẻ thì em thích làm việc được với máy tính, tiếp cận được với công nghệ, giống cũng như là được tiếp cận những xu hướng mới của các bạn trẻ hiện nay á.
Và làm việc với máy tính thì việc lựa chọn cái ngành thiết kế thì nó sẽ phù hợp với những cái điều mà em thích, đam mê đó. Em thích được sở thích sáng tạo trên cái công nghệ máy tính. Thiết kế là em thấy là cơ hội nghề nghiệp rất là phát triển, lĩnh vực về thiết kế luôn có nhu cầu nhiều. Em thích về tư duy sáng tạo nên em muốn tạo ra những giá trị gì đó, không chỉ cho doanh nghiệp mà có những cái dấu ấn riêng cho mình nữa. Em thấy là ở Green Academy thì thứ nhất là được nhiều bạn trẻ giới thiệu cũng như là đánh giá là một cái học viện tốt, thầy cô cũng rất là năng động, gần gũi với học sinh và nên là em quyết định lựa chọn học ở Green. Học ở trường đại học nó sẽ là 4 đến 5 năm. Khi mà em thấy là môi trường ở Green Academy, từ những thầy cô được có chuyên môn đến luôn tận tâm với các bạn, nên cái việc học vừa rút ngắn thời gian mà vừa lãnh hội được nhiều kiến thức của trường nữa. Dạ thưa anh có nhận định như thế nào về những khóa học thiết kế ngắn hạn? Theo quan điểm mình thì khóa học thiết kế ngắn hạn có những ưu điểm sau đây. Thứ nhất là tiết kiệm thời gian. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn các bạn học viên có thể tốt nghiệp, có chứng chỉ và đi làm ngay. Thứ hai là phù hợp với những người đi làm. Ban ngày họ đi làm, buổi tối họ đến các khóa học. Và những khóa học này là những khóa học để bổ trợ kiến thức cho họ, hỗ trợ công việc làm hiện tại để giúp cho họ có những cái cơ hội nghề nghiệp tốt hơn. Và trong quá trình mình đi dạy thì mình nhận ra là có những bạn chưa được hướng nghiệp tốt ở sau khi tốt nghiệp cấp 3 nên các bạn chọn sai nghề nghiệp, thì những khóa học này giúp cho các bạn tìm lại đúng cái con đường mà đam mê của mình. Dạ thưa anh, trong thời đại phát triển công nghệ số cùng với đó là nhu cầu về chất lượng nhân lực như hiện nay, thì không biết là một môi trường học lý tưởng sẽ bao gồm những yếu tố nào. Bên cạnh đó thì cũng rất mong là anh có thể đề xuất một môi trường học lý tưởng để giúp cho các bạn trẻ có thể căn cứ vào đó và tham khảo thêm. Một môi trường học lý tưởng thì theo quan điểm mình cần lưu ý những vấn đề sau đây. Thứ nhất đó là cơ sở vật chất, một không gian học tốt, một nơi có thiết bị, các máy móc tốt và mạnh sẽ giúp cho học viên tạo ra những sản phẩm tốt. Cái thứ hai đó là giáo trình luôn được cập nhật theo bắt kịp theo xu hướng phát triển công nghệ và thị trường. Cái thứ ba nên cần lưu ý không kém quan trọng đó là chất lượng giáo viên. Các giáo viên đến từ các công ty tổ chức hàng đầu sẽ cập nhật những kiến thức cho học viên, những kiến thức thực địa giúp cho học viên tiếp cận những thông tin mới chính xác trên thị trường. Và cái cuối cùng đó là bằng cấp của trung tâm đã được công nhận và chứng thực trên thị trường. Theo kinh nghiệm đi dạy thiết kế của mình nhiều năm thì mình thấy Green Academy là một môi trường tốt, đáp ứng được những điều kiện trên. Xin được cảm ơn anh với những chia sẻ vừa rồi. Hy vọng là với những thông tin hữu ích này thì sẽ giúp cho các bạn trẻ của chúng ta có thêm được một cái hành trang vững chắc để mà có thể chinh phục được thành công. Mến chúc anh thật là nhiều sức khỏe và gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong cuộc sống anh nhé. Xin cảm ơn MC cùng quý vị khán giả đã theo dõi chương trình. Chúc các bạn trẻ sẽ chinh phục được đam mê của mình. Thưa quý vị, chương trình Chuyên gia nói gì với chủ đề là ngành thiết kế từ xu hướng đến công việc được thực hiện bởi Big Vision Media phối hợp với truyền hình báo Tuổi Trẻ. Đến đây xin được tạm dừng. Mọi đóng góp cho chương trình thì quý vị khán giả có thể gửi về địa chỉ email chuyên gia nói gì@gmail.com. Còn bây giờ thì Bích Ngân xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.